liên quan tới vụ án xảy ra tại công ty Việt Á và các đơn vị liên quan, theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, liên quan tới việc cấp sổ đăng ký lưu hành test xét nghiệm cho công ty Việt Á, cơ quan điều tra cho biết, ông Trương Quốc Cường là Thứ trưởng Bộ Y tế, đưa ra vụ trách vụ trang thiết bị và công trình y tế, Chủ tịch Hội đồng cấp số đăng ký lưu hành sinh phẩm. Tuy nhiên, việc ký các quyết định cấp sổ đăng ký lưu hành được Bộ trưởng Y tế giao cho ông Nguyễn Trường Sơn, lúc đó là thứ trưởng bộ y tế thực hiện nay ông sơn đã nghỉ hưu việc họp hội đồng cấp số đăng ký lưu hành sinh phẩm ông trương quốc cường ủy quyền cho nguyễn minh tuấn vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế phó chủ tịch hội đồng cấp số đăng ký lưu hành sinh phẩm chủ trì vì vậy ông trương quốc cường không có sai phạm trách nhiệm trong việc cấp số đăng ký lưu hành test xét nghiệm cho công ty việt á trái quy định pháp luật về việc kiểm tra giải hiệp thương test xét nghiệm khi Bộ Y tế quyết định giá hiệp thương không có căn cứ, Bộ Tài chính có văn bản đôn đốc Bộ Y tế kiểm tra giá hiệp thương để xác định giá chính thức làm cơ sở thanh toán, nhưng Bộ Y tế không thực hiện. Sau đó, theo kiến nghị của Bộ Tài chính, ngày 1 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì kiểm tra giá hiệp thương, nêu tại công văn số 4343 VPCP KTTH ngày 1 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, nhưng Bộ Y tế không kịp thời thực hiện mà ông Trương Quốc Cường còn ký văn bản số 3793 BIT KHTC ngày 15 tháng 7 năm 2020 gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị đủ đẩy trách nhiệm kiểm tra giá hiệp thương cho Bộ Tài chính. Vì vậy, ông Trương Quốc Cường không có sai phạm, trách nhiệm trong việc cấp số đăng ký lưu hành test xét nghiệm cho công ty Việt Á trái quy định pháp luật về việc kiểm tra giá hiệp thương test xét nghiệm khi Bộ Y tế quyết định giá hiệp thương không có căn cứ Bộ Tài chính có văn bản đôn đốc Bộ Y tế kiểm tra giá hiệp thương để xác định giá chính thức làm cơ sở thanh toán nhưng Bộ Y tế không thực hiện sau đó theo kiến nghị của Bộ Tài chính ngày 1 tháng 6 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì kiểm tra giá hiệp thương nêu tại công văn số 4343 VPCP KTTH ngày 1 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ. Nhưng Bộ Y tế không kịp thời thực hiện mà ông Trương Quốc Cường còn ký văn bản số 3793 BIT KHTC ngày 15 tháng 7 năm 2020 gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị đủ đầy trách nhiệm kiểm tra giá hiệp thương cho Bộ Tài chính. Kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện công ty Việt Á có sai phạm về nguyên vật liệu sản xuất, có thành viên đoàn kiểm tra có ý kiến đề nghị Bộ Y tế thu hồi số đăng ký của công ty Việt Á. Nguyễn Nam Liên, trường đoàn kiểm tra đã báo cáo, nhưng Nguyễn Thanh Long không chỉ đạo giải quyết mà có bút phê vụ báo cáo Thứ trưởng Trường Quốc Cường để chỉ đạo xử lý theo quy định. Nguyễn Nam Liên liên tục báo cáo ông Trường Quốc Cường, nhưng ông Cường không cho ý kiến chỉ đạo cụ thể mà chỉ bút phê. Đề nghị đoàn kiểm tra khẩn trương giải quyết vì triển khai quá chậm, báo cáo Bộ trưởng. Theo cơ quan điều tra, ông Trương Quốc Cường có dấu hiệu né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho Nguyễn Thanh Long trong kiểm tra, chỉ đáo kết luận kiểm tra giá hiệp thương. Thời điểm này, ông Nguyễn Thanh Long là Bộ trưởng Bộ Y tế. Tuy nhiên, ông Trương Quốc Cường không thông đồng thỏa thuận để làm lợi cho Phan Quốc Việt và Công ty Việt Á, không được hưởng lợi, không có động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. Sai phạm trong việc kiểm tra giá trách nhiệm chính thuộc về Nguyễn Thanh Long với vai trò... Bộ trưởng Bộ Y tế, trực tiếp phụ trách vụ kế hoạch và tài chính do Nguyễn Nam Liên làm bộ trưởng. Theo cơ quan điều tra, việc không có kết quả kiểm tra giá hiệp thương là chủ đích của Nguyễn Nam Liên và Nguyễn Thanh Long nên không xem xét trách nhiệm hình sự với ông Cường. Thời gian qua, ông Trung Quốc Cường đã bị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên án 3 năm tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án buôn bán hoàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mát Health 2000 Canada, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược Bộ Y tế hiện đang thi hành án tại một trại giam của Bộ Công an.